Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 24 tháng 1, trên quốc lộ 1, đoạn qua ấp Phú Mỹ, xã Tân Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải. Vào thời điểm trên, tài xế điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 69C 01527 chạy từ hướng thành phố Vĩnh Long về Cần Thơ thì bị xe tải biển kiểm soát 94C 02386 chưa rõ danh tính tài xế chạy từ phía sau cùng chiều tông mạnh vào đuôi, cú tông quá mạnh khiến cabin xe tải biển kiểm soát 94C 02386 bị bẹp rúm, tài xế xe này bị đứt lìa chân và mắc kẹt trong cabin. Sau tai nạn, người dân đã cùng tài xế xe tải biển kiểm soát 69C 01527 dùng dây kéo cabin để đưa người bị nạn đi cấp cứu. Theo một số người chứng kiến, xe tải biển kiểm kiểm soát 94C-02386 trước khi gây tai nạn chạy với tốc độ rất nhanh.